một số sai lầm khi sử dụng đệm lót sinh học. Xin chào, tôi là bác sĩ thú y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp ông Triệu chủ đại lý cũng như bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Thì hôm nay tôi sẽ nêu ra một số các sai lầm phổ biến của bà con chăn nuôi trong quá trình sử dụng cái đệm lót sinh học. Cái sai lầm đầu tiên đó là bà con sử dụng đệm lót sinh học ngay khi anh chị đã thả gà vào. Đấy, vì cái đệm lót sinh học nó chỉ có phát huy tác dụng khi mà trên cái lền chuồng nuôi của anh chị đã có phân rồi, thì những cái vi khuẩn có hại trong cái sản phẩm đệm lót sinh học thì các cái men vi khuẩn sống, các cái men con lợi nó mới phân hủy được cái phân đó. Còn khi mà lền chuồng anh chị chưa có phân thì anh chị cũng không nên rắc. Đấy, về tôi thấy rất nhiều bà con là khi mà bắt gà về úm cái là đã rắc luôn đệm lót sinh học, thì cái đó là một cái sai lầm phổ biến. Cái sai lầm thứ hai là cái chuồng nuôi của anh chị bị nước mưa nó tràn vào, bị ẩm thấp, bị ướt mà anh chị cũng rắc vào, thì cái hiệu quả của cái đệm lót sinh học nó không là cao, mà khi đó anh chị sẽ phải hót hết cái khu vực mà chấu anh chị bị ướt ra. Hoặc là một số anh chị rất là cầu thả, khi mà để các cái bình nước uống thì con gà nó nằm đổ ra, nó ướt cả một cái vùng rất là rộng như thế, thì anh chị tốt nhất là anh chị hãy dùng xẻng anh chị hót hết những cái khu vực chấu bị ướt đó ra, và anh chị đưa cái loạt chấu mới và anh chị đảo đều với cái loạt chấu cũ để nó có phân, và sau đó anh chị mới sử dụng được cái đệm lót sinh học này để anh chị có thể giải quyết được cái vấn đề môi trường chuồng nuôi. Cái sai lầm phổ biến thứ ba là anh chị khi mà anh chị vừa mới sử dụng đệm lót sinh học xong thì anh chị phun đẫm thuốc khử trùng ngay ở trong chuồng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nó sẽ tiêu diệt một số các cái vi khuẩn con lợi ở đây, thì làm giảm cái hiệu quả của cái đệm lót sinh học đó. Ở trên đây là ba cái sai lầm phổ biến mà anh chị thường xuyên hay gặp phải trong cái quá trình sử dụng đệm lót sinh học trong cái chăn nuôi con heo con gà. Vâng, nếu như anh chị đang gặp phải những cái vấn đề như vậy thì hãy liên hệ với bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng để tôi được phép được phụng sự các chị anh chị nhiều hơn. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng, để khi tôi phát video mới nhất thì anh chị sẽ là những người đầu tiên đón nhận được những kiến thức chăn nuôi thú y vô cùng được tuyệt vời của bác sĩ Hùng. Và xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo của tôi. Bye bye các anh chị.